Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của chuyên mục Hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Trong thời lượng của chuyên mục hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Xung quanh việc cấp lại sổ đỏ đất trồng rừng Việt Đức ở xã Giao Mai, huyện Giao Linh. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Hộp thư truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị nhận được đơn của ông Võ Nguyên Văn ở đội 4 thôn Lâm Xuân, xã Giao Mai, huyện Giao Linh phản ánh về những bất cập xung quanh việc cấp lại sổ đỏ đất trồng rừng Việt Đức. Phóng viên chuyên mục Hộp thư truyền hình tìm hiểu sự việc này để chuyển đến quý vị và các bạn. Ông Võ Nguyên Văn cho biết, năm 2002, gia đình ông và bà con thôn Lâm Xuân, xã Giao Mai, huyện Giao Linh được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất trồng rừng theo dự án trồng rừng Việt Đức. Ông và vợ là bà Nguyễn Thị Nữ được cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tờ bản đồ số 611, mỗi sổ có diện tích là 10.000 m2. Từ năm 2023, khi thực hiện chủ trương cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xã Giao Mai đã nhiều lần họp dân để trao đổi về lý do cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cho biết mỗi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ bị giảm 1.000 m2. Gia đình ông Văn và một số hộ dân khác ở thôn Lâm Xuân không đồng tình vì cho rằng lý do mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giao Mai đưa ra trong các cuộc họp là không hợp lý. Diện tích là bị bớt đi, có như 1.000 m2 là vì cái đó là tuyên bố trong cuộc họp đó. Là cứ một sổ đỏ, một hecta là coi như mất 1.000 m2, tức là mất 2 sao. Vì có như mất đất cho nên dân họ không đồng ý. Tôi là coi như là không nhất trí ở chỗ đó. Là vì làm sổ sáng tỏ vấn đề là coi như cái trồng lấn đất cho quang. Là vì nếu trong đất cho quang thì phải có cái thông báo, phải có cái quyết định, phải có một cái cuộc họp rõ ràng ấy, phải có một cái thông báo rõ ràng. Mà cái thứ hai là cái sổ đỏ của cái đôi hái, cái dân đôi hái mà không trồng là có sổ đỏ là đề nghị phải làm cho rõ cái vấn đề nữa. Vâng ạ. Thì bây giờ là hàng năm chỗ nào vì tỷ và tòa đồ là hàng trên chỗ nào nhưng không trồng đấy, nhưng vẫn có sổ đỏ, đó là một cái điều vô lý. Ông Văn cũng cho rằng mặc dù không đồng tình với lý giải của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giao Mai, tuy nhiên ông phải ký giấy đồng ý yêu cầu cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là do sợ sau này sẽ khó làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu không làm được sổ đỏ làm xa mà coi như là không nhất trí thì ba con từ lo, có nghĩa là coi như là sổ đỏ đó ba con làm được. Thì đại vì rửa cho nên dân đa số thì dân hồ sơ cái nữa. Hồ sơ không làm được sổ đỏ cho nên là cuối cùng là họ chấp bút ký vô cái trừ đất đi. Nhưng mà trong cái ký nữa cũng chẳng qua là bị ép buộc, bắt buộc thôi. Trước phản ánh của ông Võ Nguyên Văn, phóng viên chuyên mục Hộp thư truyền hình đã tra tìm các văn bản liên quan đến chủ trương cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất trồng rừng dự án Việt Đức, cũng như làm việc trực tiếp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giao Mai để làm rõ sự việc. Việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, trong đó có việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án rừng Việt Đức trên địa bàn các xã Giao Châu, Giao Quang, Giao Mai, Giao Việt, Giao Mỹ và Trung Giang, huyện Giao Linh, được thực hiện theo công văn số 5643 ngày 7 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện thiết kế, kỹ thuật, dự toán, đo đạc, chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công văn số 1241 ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Sở Tài nguyên Môi trường. Ông Hoàng Thanh Lương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giao Mai cho biết, trên địa bàn thôn Lâm Xuân, xã Giao Mai có 117 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án trồng rừng Việt Đức từ năm 2002, có thời hạn sử dụng đến tháng 3 năm 2025. Tuy nhiên, trước đây do sử dụng phương pháp đo đạc thô sơ, nên các thửa đất không xác định được chính xác tọa độ, góc cạnh, dẫn đến bà con rất khó khăn trong chuyển nhượng, tặng, cho. Liên quan đến ý kiến phản ánh của ông Võ Nguyên Văn về việc không đồng ý cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới bởi diện tích bị giảm 1.000 m2 trên mỗi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã giải thích rằng diện tích này trồng lấn lên diện tích đất của Giao Quang nên phải trả lại cho xã Giao Quang. Ông Hoàng Thanh Lương cho biết, do trước đây cấp đất theo sơ đồ, không xác định chính xác vị trí tọa độ, nên một số hộ dân đã trồng cây tại khu vực mỏ Điếu Cày là đất của xã Giao Quang với diện tích khoảng 5,7 ha. Theo bản đồ 364, khu vực này thuộc xã Giao Quang, nhưng trong quá trình trồng cây, canh tác, bà con không để ý dẫn đến xâm canh qua đất của xã Giao Quang, chứ không phải là trồng lấn về địa giới hành chính giữa hai xã. Bây giờ, xã Giao Mai không thể lấy phần diện tích này để cấp cho người dân mà phải tuân thủ theo bản đồ 364. Ông Hoàng Thanh Lương cũng xác nhận là diện tích có bị giảm so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ. Về ý kiến bà con vấn đề giảm diện tích theo cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây là có,
mà nói như vậy. Thì trên cơ sở thì chúng tôi đã tìm hết mọi loại đất trên cái vùng diện tích đó để cố gắng là như vậy để tạo điều kiện cho bà con tối thiểu là phải bằng diện tích trước đây. Thì như tôi đã trình bày là nhiều cuộc họp dân và cũng như là ý kiến của các lãnh đạo phòng ban của huyện, cơ quan chuyên môn. Thứ nhất là lý do, thứ nhất là liên quan là vấn đề có thể khi điều kiện ngày xưa là do đo bằng giấy hoặc bằng mía thì có thể chưa chính xác. Cái thứ hai nữa là vấn đề liên quan thì một số bà con những vùng sát khu dân cư thì như vậy là họ sẽ lấn chiếm. Lấn chiếm rồi có thể là chôn cất mồ mả cũng bà con trong đó. Cái thứ ba nữa là liên quan có thể là khi tính toán là không để ý trong cái sơ đồ đó, không để ý là cái phần đất của giao quan nhưng tính mà cho mặt. Vì ngày xưa không có tọa độ, không định vị được tọa độ, không được xác định dẫn giới cụ thể rõ ràng từ chỗ đó nên vấn đề là sụt trạng diện tích. Mặc dù chúng tôi đã tận dụng một số diện tích mà đất UV đã quản lý không nằm trong vấn đề là diện tích mà trước đây được giao, trong sơ đồ được giao, và cũng như một số diện tích mà rừng 327 trước đây cộng giao cho cộng quản lý đã được thanh lý tìm kiếm bổ sung vào, tuy nhiên cũng không đảm bảo theo diện tích theo tâm tư nguyện vọng bà con. Tâm tư nguyện vọng bà con là xác đáng nhưng chúng tôi còn tìm ngoài cách và cũng như là báo cáo với lãnh đạo huyện để xin chủ trương. Tuy nhiên, qua nắm bắt thông tin từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Quang cho biết không có sự xâm canh này. Xã Gia Quang đã hoàn thành việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng rừng Việt Đức cho người dân từ năm 2021, căn cứ vào bản đồ 364. Đối với việc ông Võ Nguyên Văn cho rằng có những hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không có đất, và việc Ủy ban Nhân dân xã ép dân phải ký giấy đồng ý cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Hoàng Thanh Lương khẳng định việc này hoàn toàn không có. Việc này thì như vậy là hoàn toàn không có. Mà chúng tôi khi họp dân là như vậy, chúng tôi công khai quyết định của anh Việt. Có nhớ không nhầm là công quyết định hoàn thành ngày 4 tháng 3 năm 2002 là cấp cho, ngày xưa thì có một quyết định thôi, cấp cho đối với thôn Lâm Sơn thì 117 hộ dân. Trong đó 116 là đều là có hộ khẩu và quê quán ở Lâm Sơn. Trừ một trường hợp đó là Trần Thị Thương là người ngoài địa phương. Nhưng mà thời kỳ đó thì do cái điều kiện khó khăn, nộp tiền cày rồi vấn đề nhân lực nên bà con vận động bà con nhưng rất ít hộ là trồng. Do vậy thì để đảm bảo cam kết đối với dự án này thì như vậy còn sót lại một diện tích, và như vậy là ban quản lý dự án huyện đại diện qua đó để trồng để đảm bảo đủ diện tích. Vận động đợt này để chúng với bà con để cùng phối hợp chung với nhau để làm, có trách nhiệm làm với nhau. Để thứ nhất là giảm tiền cho bà con trên cơ sở đề xuất của chi nhánh, giảm lại cho bà con nếu làm có thể. Ngoài ra nữa thì bây giờ huyện đồng ý hỗ trợ cho bà con lấy về lệ phí thôi, thì đấy là cơ hội. Còn sau này bà con có thể làm thì chúng tôi cũng có trách nhiệm ký xác nhận hỗ trợ, nhưng mà ngược lại bà con làm riêng lẻ thì vất vả cho bà con nữa. Cho chúng tôi không có ép dân mà không, chúng tôi cố gắng với trách nhiệm của chính quyền địa phương là phải tạo mọi điều kiện giúp đỡ hỗ trợ, nếu người dân chưa hiểu chưa rõ thì giải thích và tạo mọi điều kiện trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xác định rõ vị trí tọa độ, mốc giới, góc cạnh các thửa đất là chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, nếu quyền lợi của người dân bị thiệt thòi do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới bị giảm về diện tích, cần giải thích thỏa đáng cho người dân hiểu và đồng thuận. Trong trường hợp người dân không đồng ý vì cho rằng việc cấp đổi có những điều khuất tất, có thể nhờ các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của mình. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chuyên mục hộp thư truyền hình tuần này xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có những vấn đề cần phản ánh, vui lòng gửi đến Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, địa chỉ 105/2 đường Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà, hoặc qua fanpage Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này kỳ sau.